Sau đây là đây là trận đấu giao hữu giữa An Bình và đại diện bên An Bình và đại diện bên Green Star nhá. Trận đây là trận đấu thêm. Trận đấu bắt đầu. Trời là mưa rồi. Chắn bóng tốt. Điểm cho Green. 1-0. Trời mưa đi. Điểm Green 4-3. Công đâu rồi? Điểm cho An Bình 5-0. Chắn bóng ra ngoài. Điểm cho Green Star 6-5.
Green 7 đều. Điểm cho An Bình 19. Bóng ngoài sân. 10 đều. Thôi 10 đều bây giờ do mưa quá hai đội nghỉ nhá. Rất là hay.